chào anh nha. À, được rồi. Anh... Trước tiên thì anh gửi lời chào tới tất cả mọi người đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều anh ha. Trước hết anh chào Thành Nguyên, gia đình. Chúc sức khỏe, chúc Thành Nguyên vui khỏe, trẻ đẹp mãi, lạc quan yêu đời nhiều, giúp cho cộng đồng tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh. Kính thưa cộng đồng mạng trong và ngoài nước, gần xa gần, mình thì tên thật là Nguyễn Hoàng Phương, sinh năm 1964. Nguyễn Hoàng Phương Nguyễn Hoàng Phương. Quê quán thì chung cha sanh mẹ đẻ ở cái lại Tiền Giang em. Ở Tiền Giang ha. Thường trú thì thị trấn Tân Hưng, Long An mình á. Anh về đó lập nghiệp chung rồi cái mười mấy năm. Đó là cái ba dì Bình Chánh. Lập nghiệp cũng chục mấy năm nữa rồi mới chia tay ly dị với bà xã. Nói chung cuộc đời nó cũng bất hạnh nhiều lắm. Anh đi nhiều nơi nhưng mà rất tiếc ngạnh ngày nay có dịp để ý lên đây đi gặp thành viên lên cộng đồng mạng. Nếu mà mình có gì sơ sức, khuyết điểm hay là sơ sót gì cũng mong thành viên và cộng đồng mạng bỏ qua và thông cảm cho. Nói chung ra đời người mới đến đây một lần, mà một lần sự thật là cũng không phải không phải tốt đẹp gì, mình đây nửa đường rẽ gánh rồi chung ra trong cái thấy cái cũng ăn năn và hối hận nhiều lắm. Rất tiếc, nhưng mà đến đây đây nhờ Thành Nguyên cái tiếp nối cái nhịp cầu trong cái khúc còn lại để anh có đôi có bạn. 89 năm nay anh buồn rồi sống một mình lang thang, anh đi làm đủ nghề. Làm xà len lan cũng 5-6 năm. Có bằng luôn rồi, thấy lớn tuổi quá em. Làm xà lan thì nói chung ra lương cũng cao lắm, mười mấy triệu. Hiện tại anh vẫn đang làm xà lan? Không, anh làm rồi cái anh nghỉ, anh lên bờ 2 năm nay rồi. À vậy hả? Anh làm cái trạm thu phí ngoài Đồng Nai á. À. Như anh thu phí đường bộ em. À. Nhưng anh làm nằm bên cái bảo vệ, cái hệ khâu bảo vệ. Rồi nói chung ra lương thì 7-8 triệu rồi sống cũng được. Nhưng mà rất tiếc sống một mình cô đơn độc thân thì không có, cũng như con ngựa mà không có di cư. Nói chung ra cũng buồn tuổi nhiều lúc này cái nỗi mà nghĩ cái số phận mình nó đời nó không yêu, cũng do chính mình. Nói chung ra sự thật là với cộng đồng mạng bên về, nói chung về bên phái nữ mà nói riêng về góc độ nhỏ của gia đình anh thấy rất tiếc, rất hối hận. Anh là một người chồng không tròn trách nhiệm đối với một người chồng, một người cha. Anh nhận lỗi về mình luôn. Dạ, nhận lỗi hết trên cộng đồng mạng em rồi, hiểu và thông cảm cho vì hoàn cảnh. Nói chung số ai muốn mà trên đời cũng không ai vuông tròn. Nó cũng khổ lắm chứ không phải sung sướng vui gì. Vậy là lầm lỡ tình đạo hôn nhân của anh là anh đã ly dị vợ? Được mấy năm rồi anh ha? Anh ly dị này thì năm 2013 anh. 13 thì giờ tính 9 năm rồi. Thì lúc chúng ra anh ly dị, nói chung ra anh thấy cái mình lỗi hoàn toàn tới ngày cái nỗi hết mà cương quyết bà xã muốn đi vậy thôi anh đi ra mình không. Giao nhà cửa anh chỉ về với cha mẹ già ở Cà Lậy Tiền Giang á. Rồi chung cho quê hương anh thì làm ruộng vườn, nói chung cuộc sống chật hẹp lắm em, nó bận chật nó không được, rồi anh mới đi làm. Lâu lâu về thăm mẹ rồi cũng thăm con, rồi cũng lo cho cha mẹ lo cho con. Nói chung ra anh cũng mừng là tuy vợ giàu vậy nhưng mà ba đứa con nó cũng bước vào đại học hết, anh cũng mãn nguyện. Anh thấy anh cũng an ủi được anh phần nào trong cái quãng đời của anh. Hôm nay lên nhờ em có bắt kiếp nói cái nhịp cầu để trong cái một khúc còn lại cho anh được cái là hết buồn nữa. Trước khi vào cái vấn đề chính thì cho Thành Viên hỏi thêm về cái tình hình gia đình của anh một xíu ha. Anh Phương là như anh chia sẻ là anh có 3 người con. Và hiện tại là đang ở với vợ hết. Đúng ạ. Đúng em. Và anh chia tay vợ cho đến nay là được 9 năm. Trong khoảng thời gian 9 năm đó thì anh Phương có tìm hiểu thêm ai nữa không? Dạ cũng có em. Có 2 mối. Mà 1 mối thì rất tiếc học làm ăn chung trả. Chưa đầy giáp năm thì cô ta lên bờ cái bị tai nạn giao thông mất. Rồi có 1 mối thì cũng sống trên 5 năm. Nhưng mà không có tiếng nói chung là vấn đề
nó có bị động vấn đề con cái của bên kia, thử hai người không sắp được. Ừ. Nói chung cũng rất ở với nhau được 5 năm mà cũng không sắp xếp được về phần sắp con gái được. Thành thử nó cũng có bị động vấn đề đó. Yeah. Chúng ra rồi anh đi lên ngày nay, nói chung ra cô ta cũng có đồng ý để tìm cái chỗ nào nó có hạnh phúc, nó có tương lai, thì cũng chúc mừng cho anh chứ bây giờ mà cứ kéo dài mãi thời gian như vậy. Yeah. Rồi ví dụ như mà mai mốt 65 tuổi, 70 tuổi ai mướn đồ làm. Yeah. Càng bơ vơ càng khổ. Nếu mình về cũng bàn gia đình thì gia đình mới cũng nói có gia đình có hai anh em trai à. Yeah. Có thằng em ở với nhà thờ thì cũng về nói là anh làm càng sớm càng tốt chứ để rồi kéo dài thời gian rồi càng ngày càng già nó không được hay. Vâng. Thấy cũng đúng. À, thế rồi ngày hôm nay thì anh Phương mong muốn bày tỏ cho y trung nhân của mình như nào nào? Thì anh nói sự thật với anh Nguyên là anh nói để có em rồi ở trên thì có trời Phật, dưới này thì có cộng đồng mạng làm chứng cho anh sẽ hứa nếu mà anh còn một phút đời này anh sẽ hứa bảo vệ hạnh phúc cuối cùng. Nếu anh làm tròn không được thì anh tự cắn lưỡi anh tự sát chứ không còn nói gì, bây giờ hối hận lắm rồi. Yeah. 9-10 năm nay xa vắng cái thành nghe anh nói gia đình nghe. anh buồn anh tuổi lắm Nguyên, anh cũng xúc động. Yeah. Nói chung ra nhưng mà anh hứa cố gắng cỡ nào, nếu mà tìm một người mà nó chân thật đúng đối tượng với mình rồi cỡ nào phải giữ hạnh phúc. Yeah. Và yêu thương người ta mãi cho đến cuối cùng chứ không có. Ngày trước kia mình sai lầm, mình bậy bạ, mình trật đối với vợ con nhiều lắm. Yeah. Anh nằm suy nghĩ anh biết. Nhưng mà chắc có thể nhà nước ta cũng khoan hồng cho nó. Người thú thật chứ anh cũng không có giả dối. Yeah. Anh là rất chân thật, chân tình mà sống đời lương tâm đạo đức anh tốt lắm em. Thành Nguyên nghe anh nhận cái lỗi về mình thì Thành Nguyên cũng hiểu một phần nào tính cách của con người anh rồi. Yeah. Dạ, mình là đàn ông mà ha. Yeah. Thì cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi thì nó cũng là quá khứ, nhưng mà thường thì đến đây người ta sẽ đổ lỗi cho nhau. Yeah. Người ta sẽ nhận cái phần thắng về mình. Yeah, yeah. Nhưng mà Thành Nguyên thấy như anh Phương thì anh lại nhận hoàn toàn tất cả lần lỗi lầm là yeah. của anh. Và anh rất là hối hận vì những cái chuyện gì đã xảy ra anh ha. Yeah. Nhưng mà thì Thành Nguyên cũng hy vọng và mong rằng sau chương trình ngày hôm nay thì anh sẽ tìm được một người thương yêu anh và sống với anh những cái phần đời còn lại anh. Yeah. Ha. Thế anh cũng khá là xúc động. Anh có bị hồi hộp không? Không, cũng bình thường em. Bình thường, nhưng mà anh nhớ lại trong cái quãng đời, nhớ lại cái anh xúc động. Yeah. Nhiều khi khóc thầm một mình vậy. Chứ đâu có những trước mặt thì vẫn cứng rắn bên ngoài, vẫn cứng rắn chịu đựng gì. Bụng làm dạ chịu chết trách ai vậy thôi chứ. Mình cũng một hai cái điều an ủi cho mình. Yeah. Khi mà lên chương trình của Thành Nguyên thì nhất là độ tuổi các anh mà cũng đã rời giang rồi vì cái lý do gì đó thì Thành Nguyên sẽ không có xoáy sâu vào. Thì cái chuyện đó mình không có nhắc, nhưng mà Thành Nguyên cũng nói trước với anh Phương một điều rằng là nó sẽ có nhiều cái ý kiến trái chiều. Yeah. Anh ha. Yeah. Nhưng mà Thành Nguyên nghĩ rằng là ai cũng có cái nỗi khổ riêng và yeah. ai cũng có những cái tâm tư riêng hết, cho nên là không ai giống ai. Yeah. Cho nên Thành Nguyên cũng hy vọng và mong rằng các cô chú các anh chị xem chương trình ở trên cộng đồng đó, thì nếu như mà có yêu thương có đồng cảm thì dành cho nhau những lời tốt đẹp anh ha. Yeah, yeah. Còn nếu không thì cũng đừng có mỉa mai hay là yeah. nói những cái điều gì cay đắng để làm tổn thương nhau. Dạ yeah, dạ yeah. yeah. Hay lắm em, nói những cái thật sự ý kiến là như vậy anh cũng thống nhất. Yeah, anh cũng là fan cứng của em đó, anh xem yeah. theo dõi là cũng là fan cứng. Vâng. Theo dõi nhiều nói ra về xã hội mà em cũng bởi nói vì là ai trong cái hoàn cảnh yeah, của mình thì người ta mới hiểu được. Yeah. Chứ còn người ta đâu có sống trong hoàn cảnh của mình đâu, người ta phải đặt vào cái vị trí của mình thì người ta mới hiểu được là yeah. mình có những cái nỗi buồn, những cái nỗi khổ như nào. Dạ. Yeah. Cái đối phương mà anh Phương mong muốn bày tỏ thì các cô độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Theo anh nói thì bây giờ cũng tùy duyên với tùy cái sở thích của mấy cô, tức là dù nhỏ hơn vài tuổi rồi hoặc là lớn hơn một hai tuổi, hay nhỏ hơn 5-3 tuổi gì đó em. Yeah. Chứ mình nói cũng đồng cũng cân cũng không nặng nề về tuổi tác là nhiều. Yeah. Lắm, đúng không ạ? Chứ nói với Tình Nguyên là gì, anh cũng không có dám mơ ước cao sang gì mà không, cũng không dám đòi hỏi gì. Yeah. Vì cái thân phận mình là mình nhìn thấy nó thấp hèn quá, không có dám. Nói chung ra bản thân
Thì anh nói với em bây giờ nó lên đây mấy cô có hiểu được không, cảm rồi góp gạo thổi cơm chung chẳng hạn, cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải đáp ứng mọi nhu cầu của các cô đòi, chẳng hạn như theo anh cũng muốn nữa. Yeah. Phải có cái bữa cơm nhỏ nhất là cũng phải cái bữa tiệc, bữa cơm gia đình hay là một cái lễ này lễ kia lễ nọ để có chứng giám phần tổ tiên ông bà rồi đó, cô bác họ hàng lối sớm hai bên rồi. Yeah. cái nọ điều đó anh thống nhất, anh đồng yeah. ý, rồi cũng đáp ứng nhu cầu mọi ý của cô. Chứ còn cái điều nữa anh cũng nói với cô, vấn đề thì bây giờ là người thì dư công, lẽ là thiếu việc xã hội nè. Anh cũng theo dõi biết có nhiều cô thì lên đây cũng đòi hỏi vấn đề kinh tế. Yeah. Có nhiều người đòi hỏi lẫn vấn đề tình, người tình, người bạn. Nó cũng đúng, nhưng mà anh sự thật mà anh nói chứ anh không có nhà. Nó đất đai thì ruộng vườn thì của cha mẹ thì có nhiều. Yeah. Nhưng mà về cuộc sống thì nó chật vật. Nó như gia đình làm như thằng em ruột giờ làm 5-7 công vườn. Rồi thu nhập thấy bất bên thấp mà kêu về đó, rồi anh lãnh 2-3 công đó rồi làm, anh nói trời ơi, sống không nổi. Là đi làm công nhân mà có thu nhập mức gì đó. Yeah. Thử anh muốn gợi ý lên có cô nào mà có ví dụ như có cái chòi hay là cái nhà hay là gì đó để về góp gạo thổi cơm chung mà sống làm bạn với nhau. Nó nói một túp liều tanh hay quả tiên vàng này, nói chung đồng vợ đồng chồng thì tát cạn biển đông cái. Yeah. gì giờ cái nó còn làm được, còn sức khỏe. Nói học rồi hồi xưa anh có đi bộ đội năm 82 em, bộ đội Campuchia. Yeah. Nhưng mà trời ưu đãi được anh giờ được có được cái sức khỏe. Mm. Nhà nước ưu đãi cho được cái bảo hiểm suốt đời. Rồi nói chung ra sức khỏe thì tốt lắm, nhưng mà không có được tình duyên lận đận, không được nguyên vẹn vậy thôi. Chứ nó đặng cái này nó thất cái kia. Đời xã hội bởi nói không ai vuông mà như cái khai mà không ai tròn như cái cam trên đời xã hội mà em. Đúng rồi. Anh có đi bộ đội anh có nhiều, có học nhiều, nhiều lắm. Như cỡ như anh về cái, anh còn ham học hỏi, học nhiều như Bác Hồ nói, học hoài, không mãi, học cho đến chết. Càng học thấy càng dốt. Mà lại càng lớn thấy càng ngu. Như anh giờ 65kg mà cái thịt nè, anh nghĩ lại cái quãng đời cái cuộc ngu của anh chắc 100kg à. Càng nói chung ra cái mặt yếu thì anh nhẹ dạ lắm, nói chung ra. Yeah. Cả tin khi bị người này lừa, bị người kia gạt, bị rồi thôi trong quãng đời mấy chục năm trời ra sân trường thì thôi anh thấy anh gia đình cũng thời cao cấp rồi, nói chung ở quê gia đình nói chung cũng nghèo khổ, anh em đông thường nguyên thời lo chạy đói lo cơm ăn áo mặc thôi, chứ còn học hành thì không tới nơi tới chốn. Sự thật anh học mới hết cấp 1. Yeah. Bước sang cấp 2 là nghỉ rồi lo kinh tế thời đó mà thời bao cấp mà em biết rồi. Cái đi bộ đội về anh nhà nước cũng quan tâm chiếu cố lắm, nhưng mà anh đội văn quá kém quá rồi đâu phát triển được. Thời đó cũng phát triển, anh về Tân Hưng anh em thị trấn phát triển, anh lên đó là đại biểu của dân rồi từ từ phát triển lên đó, mà thấy văn quá mình cũng có rồi thôi. Chịu bó tay. Yeah. Khổ lắm em ơi. Yeah. Anh Phương cho Thành Nguyên hỏi thêm này, trong cuộc sống của anh thì anh có tham gia những cái bộ môn như rượu chè cờ bạc rồi cá độ này cái nọ? Anh nói sự thật với Thành Nguyên, anh không có nói, anh nói thì bởi có ơn trên. Yeah. Trời Phật cũng dám cho anh, chứ không phải mà giả dối được. Anh lòng anh chân thật lắm, như chẳng hạn như rượu chè thì biết anh thì phải biết nó là rượu nghĩa rượu lễ, chứ còn mà nó uống hơn thua thì anh dơ tay anh chịu thua. Yeah. Nó cũng có uống chứ không phải không. Yeah. Thuốc thì vẫn cũng có hút, từ điếu lớn rồi giờ chuyển xuống điếu nhỏ, bị gì sống độc thân với thời gian làm xà lan đó ban đêm không hút khi không được. Yeah, yeah. Còn cái vấn đề cờ bạc thì không có. Yeah. Rồi như mà nói vấn đề mà đỏ đen, vấn đề mà như chẳng hạn như đỏ đen thì cờ bạc số má rồi này cái nọ, như chẳng hạn như là buồn á lúc anh cũng có nhẹ dạ là anh em rồi rủ ghen chơi chút đỉnh cũng có chơi, chứ không phải có bị gì đó. Người mà không có cô đơn cô độc, không vợ không con như con ngựa, không có sợi dây vàng, không ai giật cương, cũng có chơi, nhưng mà chơi rồi biết thất bại. Yeah. Chơi rồi biết rút kinh nghiệm, chơi là biết là không thắng, không hơn được thì cũng có nhắm, chứ không phải nói sao mà không nhắm bị gì. Hỏi em là trong người có tiền mà độc thân nữa rồi không có người quản lý này kia nữa, có chơi chút nhưng mà biết nhận thức hết. Yeah. Mình tuy dầu anh nói anh dốt thiệt, dốt là vấn đề văn hóa, nhưng mà cái nhận thức anh từng đi đó đi đây nhìn xa hiểu rộng, anh từng va chạm với. Vâng. Nhưng mà thì
Thành Nguyên cứ hỏi như vậy để cho Thành Nguyên nắm rõ hơn về tính cách cũng như là điều kiện của Phương nó như nào. Dạ, thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các cô. Thì Thành Nguyên thấy cái mong muốn của anh Phương thì cũng khá là đơn giản. Chỉ cần các cô mà thương anh là được rồi, với lại là có cái chỗ mà để mình chui vô chui ra là ok hay nhưng cần như vậy thôi. Còn về với anh thì cũng được, đất thì nói gì cái làm ra đồng tiền thì nó hơi khó, nhưng mà đất cất nhà thôi cũng mênh mông. Mênh mông. Về ở cái lại Tiền Giang này không? Thì cái đó Thành Nguyên hỏi như vậy. Còn sau này mà anh về bên chị hay chị về bên anh á, thì mình kết nối thành công đi rồi lúc đó mình tính tiếp anh hát. Cứ vậy thôi. Rồi ok anh Phương, thì những tâm tư, những nguyện vọng của anh thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Sau chương trình hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi cái thông điệp này tới cho các cô. Cô nào mà thấy anh Phương mà phù hợp với các cô đó thì cứ liên hệ với Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ làm dịp cầu nối thôi. Cuối chương trình thì anh Phương có điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho các cô cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nào? Thì cuối chương trình cũng thì là cũng thứ hết là cảm ơn em Thành Nguyên đã làm một nhịp cầu cho anh. Hai nữa là quý cộng đồng mạng xa và gần trong ngoài nước, thì hôm nay tôi cũng tỏ tình lời chân thật, người hỏi nó thật việc thật thì đến đây để nói nhờ cộng đồng để những có những cái lời đóng góp khen với giúp đỡ, nhưng đừng có ném đá, đừng có bình luận nặng lời thì khổ cho tôi, tội nghiệp cho tôi. Chứ ra trên đời không có ai học được cái chữ ngờ. Nhiều khi tôi bị sai lầm, anh bị sai lầm rồi thì có nhiều người dìu dắt, có người giúp đỡ thì anh đứng dậy, anh an ủi cho anh, động viên cho anh là tốt, chứ đừng có làm cho anh buồn thêm, đừng có làm cho anh gục ngã thêm. Thì thôi anh cũng rất cảm ơn là mặt em và cộng đồng, hãy chúc cộng đồng xa và gần trong và ngoài nước là thật là vui khỏe, trẻ đẹp mãi và lạc quan, yêu đời nhiều để góp ý, đóng góp cho chương trình Thành Nguyên càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Thật anh rất ngưỡng mộ em, và em còn nhỏ mà tự ta nói tuổi trẻ tài cao, em làm những cái việc làm cái điều hay, ý nghĩa tốt đẹp, em làm từ thiện, em làm những việc mà kết nối yêu thương cho những cái mảnh đời nửa đường gãy gánh, rồi có anh trong đó nữa thì anh rất căm phục và mến mộ em nhiều lắm. Cảm ơn lời khen của anh rất nhiều. Giờ thì sao nha? Rồi em cũng chúc cho anh Phương thật là nhiều sức khỏe và thành công anh ha. Và sớm một cái ý trung nhân của mình hồi đáp lại nhé. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo cùng Thành Nguyên. Cũng như thường lệ, quý vị khi xem video nếu như thấy chương trình của Thành Nguyên hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ cho Thành Nguyên nha quý vị. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho anh Phương đi trên đường về và sự bình an anh nhé. Cảm ơn nhiều.